Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Thì trong video này thì giới thiệu với tất cả các bạn một số cái phôi mẫu đơn rừng hòa đỏ mới về ha bạn ha. Đầu tiên là một cái phôi hoành 41 và chiều cao là 40, cây một cốt hai thân. À, một cốt hai thân. Lên nhìn nó cũng khá hay, bằng bè lực khá là độc. À, cây này về ghép mẫu đơn lá nhỏ vô vịt vịt nha các bạn, ngon lành mau lắm, ghép mẫu đơn lá nhỏ im lắm mà im không. Hoành 44 chị hoành 41 chiều cao 40, cây lùng lực. À, ngon lành cành đào. Mấy bạn thông cảm nha, mấy ông thợ rừng bên mình mấy ông làm mấy ông không có vén cái bầu ra các bạn ơi, mấy ông quấn cứng cứng lại đó thôi. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 600 nghìn ha bạn ha. Rồi tiếp theo là một cái phôi cụm hoành 44 chiều cao 60, có một chốt thì nó bị lũa nha các bạn nha, mình về mình cắt sát luôn thì nó sẽ hay. Hoành 44 chiều cao 60, cây này ngon nè các bạn ơi, cây này về chuẩn bonsai size luôn, về ghép mẫu đơn lá nhỏ vô là ngon lành cành đào ha. Hoành 44 chiều cao là 60, phôi này giao lưu các bạn với giá là cũng 600 ngàn luôn các bạn ơi, 600 ngàn luôn, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. À, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các bạn nha. À, bạn nào lấy từ hai phôi trở lên thì mình giảm cho các bạn mỗi phôi là 50.000. À, tiền cà phê cà pháo thì cho nó vui ha các bạn ha. Còn cây phôi này thì nó ngon đó các bạn. Phôi này cũng hoành nhỏ, hoành 32 nhưng mà rất chuẩn bonsai các bạn. Cò lắc, lắc cái chỗ đó nha. Rất ngon các bạn. Rất là chuẩn luôn á. Về ghép mẫu đơn lá nhỏ Mỹ hồng, Mỹ cam gì cũng ngon hết trơn các bạn ha. Vàng Pháp gì cũng êm hết. Cây hoành 32 và chiều cao là 55. Rất là êm. À, bạn nào thích thì mình liên hệ ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 400 nghìn các bạn ơi. 400 cho mã MF3. 400. Rồi tới MF4. MF4 là một cái phôi nhìn cũng khá hay nè. À, đế nó bay ra rồi xong cổ cái thân lớn nó bay ra xong cái nó cất lên ha. Ngon lành. Về cắt để gì là trồng luôn nha. Đế bàn luôn. Cây này đã lắm. Cây này thế hay hay, thế hay hay nè các bạn. Hoành 31 cao 1m8. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 400 nghìn luôn. 400 nghìn nha. 400 nghìn. Các bạn ơi. Hoành 31 chiều cao 1m8, 400 nghìn. Cây bài lắc khá là hay, bóng khá đẹp. F4 400 ngàn. Tiếp theo là một cái anh khổng lồ. Anh này hoành 55 nha các bạn nha. Hoành 55, chiều cao là 1 mét. Hoành 55, chiều cao 1 mét. Cây khá to. Cây này các bạn dựng lên được nha. Dựng lên nhìn nó cũng hay các bạn. Để bay cũng đẹp mà dựng cũng đẹp. Hoành khá là to, hoành 55. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 950 nghìn, chưa bao gồm phí vận chuyển. 950 nghìn cho phôi này nè. Hoành 55. Rễ thôi, bao la. Rễ bao la nha, 900 ngàn các bạn ơi. Rất là êm á. Phôi này rất là đã luôn á. 900 ngàn. Tính ra phôi này rẻ lắm các bạn. 900 MF5.
900k. Rồi tới một cái phôi bay. Phôi này các bạn để bay cũng đẹp ha, mà các bạn thích chơi đổ cũng đẹp được được luôn. Xin cái kiệu của bà mẹ, một cái kiệu cũ đó các bạn, nhét nó vô. Ok, chứ nó bỏ nó bay xuống, nó bay xuống, bay đổ xuống. Thứ nào chịu nổi với nó. Hoành 28, chiều bay là 2m. Rất là ok nha. Thế bay rất hay luôn á. Kéo hạ đổ xuống cũng được. Các bạn thích chơi kiểu nào chơi cái đó. Cây này khá ok, khá hay nè. Muốn chơi bay thì bay, muốn đổ thì đổ nè. Phôi này giao lưu các bạn với giá là 1.100.000. F6, MF6 1.1 các bạn. 1.1. Thôi bạn nào thích thì liên hệ ha. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.